rực rỡ, huyền thoại. Đó là hành tinh đẹp nhất trong bầu trời đêm. Tuy nhiên, sao Thổ vẫn còn ẩn chứa những bí ẩn. Chúng ta hiểu biết rất nhiều về sao Thổ, tất cả đều là những điều đáng kinh ngạc. Chúng ta tưởng rằng đã biết rất rõ về sao Thổ, nhưng chúng ta không hề biết rằng sao Thổ mãnh liệt với thời tiết khắc nghiệt và những ánh sáng kỳ lạ, các vòng xoáy, gợn sóng, và bị đe dọa bởi hơn 60 mặt trăng đặc biệt. Chúng là những thế giới riêng lẻ, mỗi mặt trăng có một câu chuyện riêng. Khám phá sao Thổ là một điều ước của các nhà khoa học. Ngày nay, các mặt trăng của sao Thổ là những nơi triển vọng nhất để tìm kiếm sự sống ngoài địa cầu. Nếu có thể đặt cược một nơi nào đó trong hệ mặt trời có sự sống đang tồn tại, thì tôi sẽ chọn sao Thổ. Trên mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, có thể chúng ta sẽ tìm thấy sự sống. Việc tìm thấy những điều kỳ lạ trên Titan đã tăng khả năng chứng minh sự sống tồn tại ở đó. Sao Thổ còn sống hay không? Phần 1. Sao Thổ, viên ngọc của bầu trời đêm, lấp lánh với vẻ đẹp và kích thước của nó. Sao Thổ rất lớn, bạn có thể đặt hơn 700 trái đất vào bên trong sao Thổ. Nhưng đừng để kích thước đánh lừa bạn. Một trong những vấn đề thú vị về sao Thổ là nó lớn hơn rất nhiều so với lượng vật chất của nó. Độ đậm đặc của sao Thổ nhỏ hơn cả nước. Tin vui đó là nếu bạn tìm được một bồn tắm đủ lớn và đổ đầy nước vào đó, sao Thổ có thể nổi trong đó. Các hành tinh khác cũng có vành đai, nhưng không lớn và rực rỡ như của sao Thổ. Khoảng cách từ viền ngoài của vành đai chính đến viền trong là 106.000 km, lớn hơn 2,5 lần chu vi của trái đất. Tuy nhiên, tập hợp các hạt bụi và băng này rất mỏng, nhiều nơi chỉ rộng 3 mét. Vành đai của sao Thổ được hình thành phần lớn từ những khối băng và tiểu hành tinh. Một số có kích thước lớn hơn, nhưng phần lớn chỉ bằng hạt bụi. Chạy đua trong các vành đai bên ngoài là hơn 60 mặt trăng bằng đá và nước đóng băng. Kích thước của chúng từ những viên tuyết nhỏ đến những thế giới có hoạt động địa chất, có nước lỏng, có hệ thống thời tiết, thậm chí còn có thể có sự sống, và ở cách mặt trời 1,6 tỷ km. Ở đó quá lạnh, và chúng ta từng nghĩ sẽ không có gì ở đó, nhưng chúng ta đã sai. Chúng ta đã sai thật sự. Cú sốc đầu tiên về sao Thổ là thời tiết hoang dã của nó. Những cơn bão trên sao Thổ cực kỳ dữ dội, không giống như bất cứ thứ gì mà chúng ta từng thấy ở trên trái đất. Các cơn bão ở trên sao Thổ mạnh đứng thứ hai trong hệ mặt trời. Tốc độ gió ở lớp mây phía trên đạt đến vận tốc hơn 1.600 km một giờ, nhanh hơn gấp 4 lần những cơn lốc xoáy mạnh nhất trái đất. Và những tia chớp mạnh hơn trên trái đất đến 10.000 lần. Mọi thứ trên sao Thổ đều lớn hơn rất rất nhiều. Ý tôi là hệ thống thời tiết ở đó tương đương hoặc lớn hơn trên trái đất. Thời tiết mãnh liệt của sao Thổ thật đáng ngạc nhiên, bởi vì trên trái đất, thời tiết được điều khiển bởi sức nóng của mặt trời. Mặt trời làm ấm đất và tạo ra gió. Nó làm cho nước biển bốc hơi, tạo ra mây và mưa. Sao Thổ nằm quá xa mặt trời để được sưởi ấm như vậy. Vì thế, nhiệt lượng để điều khiển thời tiết của sao Thổ phải đến từ một nơi khác. Để tìm hiểu về nguồn nhiệt bí ẩn này, chúng ta cần quay lại thời điểm 4,5 tỷ năm trước, lúc mà hành tinh có vành đai này ra đời. Các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta hình thành từ một đám mây khí, băng và bụi rất rộng lớn. Các thành phần đó có thể được tìm thấy trên trái đất ngày nay ở những nơi như Iceland, nơi mà cho bụi núi lửa hòa trộn vào các dòng sông băng. 4,5 tỷ năm trước, một đám mây lớn chứa các tiểu hành tinh băng giá bị bao phủ trong khí hydro và heli bị nén lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn của chính nó. Tại trung tâm, một ngôi sao mới, mặt trời của chúng ta xuất hiện. Nhiệt lượng của ngôi sao mới đã khiến băng ở xung quanh đó bị tan chảy.
thổi khí ga bay đi và chỉ để lại những mảnh đá vụn. Tuy nhiên, ở phía ngoài, băng và khí ga vẫn còn. Một ranh giới đã được hình thành, một đường đóng băng giữa đám đá ở phía trong và khí ga và băng ở ngoài. Một khi bạn đốt lửa lên, phía bên trong hệ mặt trời sẽ chỉ còn lại những dạng khoáng chất silicate để tạo nên các hành tinh như trái đất. Nhưng những nơi cách xa mặt trời vượt qua đường đóng băng có nhiệt độ thấp hơn, ở đó đủ lạnh để băng được duy trì, nên có rất nhiều băng ở đó. Đầu tiên, một loại cứng được hình thành từ những vật liệu này. Khi nó có một khối lượng nhất định, lực hấp dẫn sẽ xuất hiện và hút khí hydro, heli từ đám mây liên hành tinh. Loại cứng của sao thổ giờ đã lớn gấp 10 đến 20 lần kích thước của trái đất. Lực hấp dẫn của sao thổ tiếp tục hút khí ga không ngừng nghỉ. Quả cầu khí càng lớn sẽ càng hút nhiều vật chất. Lực hấp dẫn khổng lồ của sao thổ bắt đầu nén bầu khí quyển của nó. Cũng giống các loại khí khác, áp lực càng lớn thì nhiệt độ càng cao, thực sự rất nóng. Thậm chí ngay lúc này, áp suất cao từ khí quyển của sao thổ khiến nhiệt độ ở lõi của nó lên đến 11.600 độ C, gấp 2 lần nhiệt độ trên bề mặt của mặt trời. Bởi vì có nhiệt độ cao, nên sao thổ có các dải băng riêng biệt và hệ thống thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trong thực tế thì sao thổ xoay rất nhanh. Nó là một hành tinh lớn và xoay quanh trục 10 giờ một vòng. Điều đó khiến cho thời tiết bên trong tạo nên các vệt như những dải băng. Tại cực bắc của sao thổ, những gì mà các dải băng này tạo ra thoạt nhìn có vẻ như là điều không tưởng. Đó là một cơn lốc khổng lồ, một khu vực không khí đang xoáy với hình dạng giống như một hình lục giác hoàn hảo. Áp suất, mật độ và nhiệt độ tạo nên những cơn sóng tương tác lẫn nhau. Những cơn sóng này có thể tác động với nhau trở thành một cơn sóng lớn bao phủ khắp hành tinh. Làn sóng khổng lồ này kéo dài mãi, tạo nên hình hoa văn do ở bên dưới không có bề mặt đá để ngăn gió. Chúng tạo thành một hình lục giác cố định và cân đối. Đó là điều đặc biệt về sao thổ. Các nhà khoa học phải sử dụng tàu thăm dò để khám phá thời tiết kỳ lạ của sao thổ. Tuy nhiên, những hình ảnh cận cảnh của những cơn bão, sấm chớp đã khiến các nhà khoa học rất ngạc nhiên. Nhưng chúng vẫn không kỳ lạ bằng một điều bí mật sắp được hé lộ. Đó là các vành đai này vẫn còn sống. Hãy tưởng tượng rằng sao thổ không có các vành đai. Nó chỉ là một hành tinh mờ nhạt trong bóng tối của không gian. Khi có các vành đai, sao thổ trở nên huyền diệu. Thứ thu hút của sao thổ chính là các vành đai của nó. Nó gợi cảm hứng cho những câu chuyện viễn tưởng, gợi cảm hứng cho những người ngắm nhìn nó trong bầu trời đêm. Từ ống ngắm của một kính thiên văn nhỏ, các vành đai của sao thổ trông có vẻ yên tĩnh và thanh bình. Nhưng khi lại gần, sự thật không phải vậy. Chúng ta biết điều này nhờ tàu thăm dò không gian Cassini và khoảng thời gian hơn 10 năm để chụp những bức ảnh như thế này. Các tiểu hành tinh chen lấn nhau giống như những chiếc xe hơi đời cũ đang chạy đua với vận tốc hàng trăm nghìn km một giờ. Kích thước của những tiểu hành tinh này từ bằng cục đá đến to bằng cả ngôi nhà hoặc mịn như bột tuyết. Chúng ta không biết rằng vành đai của sao thổ đa dạng như thế nào cho đến khi tàu thăm dò không gian Cassini tiến đến gần sao thổ. Lực hấp dẫn của sao thổ và tất cả những mặt trăng của nó tương tác với các vành đai, các mặt trăng và cả sao thổ. Tất cả những thứ này ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống tinh vi và phức tạp này để tạo ra hành tinh và chiếc vương miện lộng lẫy này trong hệ mặt trời của chúng ta. Khi các mặt trăng nhỏ di chuyển, vật chất trong vành đai cũng di chuyển theo chúng. Chúng ta sẽ nhìn thấy những khu vực của vành đai sẽ dâng lên khi mặt trăng đi ngang qua. Thậm chí, các mặt trăng còn thay đổi quỹ đạo cho nhau. Vì thế, có rất nhiều thứ năng động đang di chuyển trong các vành đai. Các nhà khoa học tin rằng, theo thời gian, các mặt trăng băng của sao thổ sẽ vỡ ra và cung cấp vật liệu cho vành đai. Điều này có nghĩa là cấu trúc của vành đai sẽ không ngừng tiến hóa.
Nhờ có tàu Cassini, các nhà khoa học có thể phân tích cấu trúc vật lý của sự tiến hóa này và cho chúng ta biết các quy luật khiến cho toàn bộ vũ trụ hoạt động. Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời hình thành từ cùng một đĩa bụi khí cách đây 4,5 tỷ năm. Các nhà thiên văn học đã nhìn thấy những đĩa bụi tương tự xung quanh những ngôi sao trẻ ở xa. Tuy nhiên, dù sử dụng kính viễn vọng mạnh nhất, chúng ta cũng không thể nhìn thấy hành tinh hình thành vì chúng ở quá xa. Nhưng vành đai của sao thổ lại ở rất gần chúng ta. Nó là một mô hình của hệ mặt trời thu nhỏ đang trong quá trình hình thành. Khi nhìn vào vành đai, chúng ta nhìn thấy được sự hình thành của các hành tinh và thiên thạch đang dang dở và ngưng lại. Điều đó giống như các hành tinh đang hình thành rồi dừng lại. Tàu Cassini cho chúng ta thấy cấu trúc của vành đai được hình thành một cách tự nhiên. Các vành đai không hề giao cắt nhau. Chúng không muốn ngăn cản nhau trong việc hình thành cấu trúc này. Mặt trăng nhỏ bé này được ghi nhận là đang ở trong quá trình hình thành. Liệu nó có cho chúng ta thấy cách mà trái đất hình thành không? Hiện giờ, một vài thứ vừa mới hình thành trong một quá trình ngẫu nhiên, điều đó giống với thứ mà các nhà thiên văn nghĩ là họ đã nhìn thấy trong các vành đai của các hành tinh xung quanh những ngôi sao khác trong vũ trụ. Tàu Cassini tìm thấy những cấu trúc kỳ lạ giống như những cánh quạt trong vành đai của sao thổ. Chúng được giấu kín bởi các nguyên liệu của vành đai trôi qua những mặt trăng nhỏ. Các tiểu hành tinh va chạm với mặt trăng khiến cho các mặt trăng này luôn thay đổi quỹ đạo một cách ngẫu nhiên, có lúc thì ở rất gần sao thổ, có lúc lại ở rất xa. Có thể những lực này tương tự với quá trình hình thành của trái đất khi quay quanh mặt trời, khiến cho quỹ đạo gần hơn hoặc xa hơn. Vành đai của sao thổ còn giúp cho chúng ta biết được tại sao các hành tinh ngừng phát triển. Một mặt trăng có hình dạng quả hồ đào có tên gọi là Pan nằm ở gần giữa vành đai. Với việc có rất nhiều khối băng xung quanh nó, đáng lẽ ra kích thước của Pan sẽ phải rất lớn, nhưng nó lại nhỏ xíu với đường kính chỉ 32 km. Nếu có mặt trăng ở trong vành đai của sao thổ, điều đó có nghĩa là nó chính là thành phần của vành đai cho đến khi nó lớn lên, trở thành mặt trăng lớn hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy các mặt trăng luôn tạo nên các khoảng trống xung quanh nó. Trong thực tế thì Pan đã tạo ra một khoảng trống màu đen. Thay vì hút các vật liệu, Pan lại đẩy chúng ra. Khi mặt trăng này di chuyển, nó đẩy các tiểu hành tinh ra xa nó với tốc độ chậm. Lực hấp dẫn của Pan đẩy các tiểu hành tinh phía bên ngoài nhanh hơn các tiểu hành tinh ở bên trong. Dần dần, mặt trăng này đẩy các tiểu hành tinh bên trong về phía sao thổ. Hiện tượng này đã giải thích lý do tại sao lại có nhiều hành tinh hình thành xung quanh một ngôi sao thay vì chỉ có một hành tinh khổng lồ hút toàn bộ vật liệu. Trong tất cả khám phá của tàu Cassini, khám phá quan trọng nhất và cũng là bất ngờ nhất là về một mặt trăng băng nhỏ có thể là ngôi nhà cho sự sống. Trong toàn bộ lịch sử của chúng ta, chỉ có một mặt trăng được chúng ta nghiên cứu kỹ, đó là mặt trăng của chúng ta. Những miệng hố trên mặt trăng có nguồn gốc từ một quá khứ dữ dội. Mặt trăng của chúng ta đã chết, không có hoạt động địa chất hay thời tiết. Tuy nhiên, các mặt trăng của những hành tinh khác như sao thổ thì sao? Có phải chúng cũng đã chết không? Giả định đầu tiên của chúng tôi về sao thổ là các mặt trăng của nó có thể lạnh, chết và bất động từ những ngày đầu của hệ mặt trời. Đến khi chúng ta chế tạo được tàu không gian thì chúng ta mới có thể khám phá ra các mặt trăng và mới biết rằng hệ mặt trời của chúng ta mới đa dạng làm sao. Điển hình như Enceladus, một mặt trăng băng có đường kính chỉ 480 km. Trong vòng một thập kỷ, không có ai chú ý đến nó. Nhưng ngày nay, nó là một vật thể rất được chú ý, và đây cũng chính là lý do vì sao. Quỹ đạo của Enceladus nằm bên trong vành đai ngoài cùng của sao thổ, vành đai E.
Vành đai E khiến các nhà khoa học cảm thấy bối rối bởi vì họ không biết làm thế nào mà sao Thổ có thể giữ được một vành đai rộng và phân tán như vậy. Các nhà khoa học đã cho tàu Cassini tiến gần đến Enceladus để tìm hiểu những bí ẩn này. Sao Thổ giữ các tiểu hành tinh này lại với nhau bằng cách nào? Mối liên kết giữa vành đai E và Enceladus là gì? Bây giờ chúng ta biết rằng Enceladus có vai trò quan trọng trong sự tồn tại của vành đai E. Năm 2005, tàu Cassini ghi hình được một cảnh tượng đáng kinh ngạc. 100 giếng phun bắn bụi băng cao hàng dặm vào không gian từ những vết nứt ở cực nam. Enceladus đang bắn bụi băng vào không gian với quy mô khổng lồ. Khi Enceladus bay quanh sao Thổ, những chùm băng này tạo ra một hào quang lung linh xung quanh sao Thổ. Nó tạo nên vành đai E bí ẩn. Chùm băng này cũng tương tác với từ trường của sao Thổ để tạo nên đám mây plasma chứa các hạt mang điện tích. Các hạt điện tích di chuyển theo đường từ trường và va chạm với khí quyển ở hai cực tạo nên cực quang tím rất lớn. Các giếng phun là nguồn gốc của vành đai E. Nhưng làm sao điều đó xảy ra trên mặt trăng băng giá nằm cách mặt trời 1,6 tỷ km? Trên trái đất, giếng phun được hình thành ở những nơi có núi lửa, nơi có nước tiếp xúc với đá nóng. Enceladus có kích thước quá nhỏ và quá xa mặt trời. Lẽ ra nó phải lạnh và chết, nhưng nhờ lực hấp dẫn của sao Thổ, nó không chết. Nguồn nhiệt trên Enceladus là do quỹ đạo lệch tâm của mặt trăng này gây ra. Lúc thì nó ở gần sao Thổ, có lúc lại đi ra xa. Lượng nhiệt trên Enceladus là do lực hấp dẫn tạo ra. Lõi của Enceladus lúc thì bị nén, lúc thì bị kéo nên đã nóng lên và khiến cho nó hoạt động như chúng ta nhìn thấy bây giờ. Lực kéo do lực hấp dẫn của sao Thổ gây ra vượt qua lớp nước đá ở bên ngoài đến tận lõi đá bên trong Enceladus. Khi lực kéo thay đổi, lõi Enceladus di chuyển tạo ra lực ma sát, từ đó khiến hoạt động địa chất trở nên dữ dội. Nhiệt làm tan băng ở xung quanh, tạo nên một hồ nước ngầm rộng lớn ở cực nam của mặt trăng Enceladus. Lượng nước này phun ra ngoài qua các vết nứt trên mặt băng. Trên trái đất, nơi nào có nước thì nơi đó có sự sống. Vậy Enceladus có tồn tại các sinh vật sống đơn giản không? Khi tàu Cassini tìm thấy những giếng phun, các nhà khoa học biết rằng họ đã tìm thấy một thứ vô cùng tuyệt vời. Thực ra là họ đã thay đổi nhiệm vụ của tàu Cassini khi thay đổi quỹ đạo của nó. Chúng tôi đã đưa tàu Cassini bay rất gần những vết nứt đang bắn ra hồ nước này. Dù rất mong manh, nhưng các nhà khoa học vẫn hy vọng rằng nước ở đây có chứa muối và các phân tử hữu cơ như ammonia, nền tảng của sự sống trên trái đất. Cảm biến tàu Cassini đã phân tích tất cả lượng nước này. Trong bức màn nước này có những hợp chất hữu cơ, nó không chỉ là nước mà là súp. Phải không thể tin được, tất cả các yếu tố cần thiết để sự sống tồn tại như nguồn năng lượng, nước, nguồn nitơ sinh học, ammonia, chất hữu cơ và những mẫu vật đến từ không gian. Chúng là những mẫu vật quan trọng và chúng ta cần phải lấy một cái. Có thể là sự sống đã tiến hóa ở đây, bây giờ chúng ta không biết bởi vì chúng ta chưa nhìn thấy. Nhưng những điều kiện trên đá bây giờ cũng giống như ở trái đất cách đây 3 tỷ năm khi sự sống bắt đầu xuất hiện. Để nhận thức được, Enceladus có thể là nơi nuôi dưỡng sự sống đã làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội về sứ mệnh tìm kiếm sự sống trong tương lai, bởi vì Enceladus còn có một đối thủ đáng để bỏ tiền nghiên cứu. Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, Titan, cũng có thể là nơi có sự sống, một sự sống kỳ lạ. Chúng ta phải sẵn sàng để tìm ra chúng.